Hành trình đất phương Nam tuần này tiếp tục đưa khán giả đến một địa điểm đặc biệt, đó chính là chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Chợ hoa Hồ Thị Kỷ được xem là một trong những chợ hoa đầu mối lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Rồi. Ngày hôm nay á là mình cũng đi chợ nữa. Giống như là duyên rồi đó. Một khu chợ hoa lâu đời gắn liền với lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh. Dân mà ở thành phố Hồ Chí Minh lâu năm hoặc là những người mà người ta kinh doanh á chắc là người ta biết. Là chợ hoa rất là nhiều. Đúng ai rồi, cái thời mẹ biết. Bảo rồi mấy cô mấy bác là ai nhắc là nhất. Trong nhà có tiệc hay là có cái gì á mà nhất cần hoa tươi. Đúng rồi, nhất là những đi cái lên Hồ Thị Kỷ, lên Hồ Thị Kỷ cùng trải nghiệm gói hoa tươi dưới chợ vô cùng thú vị. Mình mở hoa ra là mấy cái cánh hoa nó bung ra, đẹp ơi là đẹp. Em rất là thích hoa màu hồng, mặc dù là ngoài hoa hồng thì những cái hoa khác mà màu hồng là em thích à. Đón xem tập 30 chương trình Hành trình đất phương Nam được phát sóng vào lúc 19:35 tối thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.